kẹp cái bàn đính tin nhanh 24/7. Cận cảnh Bosa NS 400Z 2024 ra mắt tại Nam Á, mức giá chỉ 56 đồng và hội tụ một loạt những trang bị cao cấp bậc nhất. Sau nhiều mong đợi thì nhà lập 32 cũng đã cho ra mắt cái một Nuggetbike Bosa NS 400Z 2024, một cái chiếc xe sở cho mình một loạt những trang bị ấn tượng trong một mức giá bán rất hợp lý. Mức giá bán của 32 Bosa NS 400Z 2024 tại thị trường Ấn Độ được niêm yết với mức giá 185.000 ruby, đó ra tiền Việt tương đương khoảng 56 triệu 300 đồng. Và nếu như khách hàng đặt trước sẽ giảm thêm khoảng là 5.000 ruby. Đương nhiên tại Ấn Độ luôn là một cái thị trường đặc biệt khi có mức giá bán xe rất rẻ tại thế giới hiện nay. Về mặt cơ bản như các đồn đoán trước đó, Bosa NS 400Z 2024 được mang cho mình thiết kế Nuggetbike hầm hố đặc trưng. Nó bật với cụm đèn pha Rosento làm cái trung tâm mặt nạ trước. Cái phần đèn LED bao quanh sắc sảo tạo như một cái hình mặt người sắt, trong khi cái phần đèn xi nhan trước đã được đặt ngay phía bên trên cái cụm đèn pha này. Hãng Bahais đã trang bị cho Bosa NS 400Z 2024 cái cụm hộp kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số bao gồm phanh ABS, trạng thái của TCS, v.v. Đặc biệt, cái cụm đồng hồ của cái một Nuggetbike này có cái khả năng kết nối với smartphone để nhận các thông báo của phần điện thoại ngay trên cái mặt đồng hồ tiện lợi. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng điều hướng ngay trên mặt đồng hồ một cách là tiện dụng. Các trang bị an toàn trên Bosa NS 400Z 2024 cũng rất ấn tượng, với cái phanh đĩa cho bánh trước lẫn bánh sau kèm với phanh ABS an toàn. Xe còn được trang bị hỗ trợ bởi hệ thống kiểm soát kéo TCS có thể điều chỉnh tắt hoặc bật. Cái mẫu motor này cũng được trang bị cho mình cái giảm số trước là phục hành dừng ngược với cái đường kính là 43m và phía sau là cái trụ đơn điều chỉnh đa cấp độ. Về cái mặt sức mạnh, 32 Bosa NS 400Z 2024 đã được trang bị cho mình động cơ xăng đơn dung tích thật là 373cc làm mát bằng dung dịch. Cái khối động cơ này sinh ra cái công suất tối đa nó tương đương là 40 PS, khoảng là 29.4 kW, tại ngưỡng tua máy là 8.800 vòng/phút. Mô men xoắn cực đạt là 35 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.500 vòng/phút. Xe được trang bị là Raceback Wire cùng với đó là hệ thống hộp số 5 cấp với tốc độ tối đa đo đạt ở mức 154 km/h. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy like, tiếp nhấn like, share, subscribe.